chào các bạn. Hiện tại trước mặt Vinh Lê đây là một con gà trống, gà cái thủ tục của phong tục văn hóa người Việt mình là thường những cái dịp mà Tết đến lễ rồi đi chùa đi chiền hoặc là cúng ông công táo, đặc biệt nhất là năm hết Tết đến chuẩn bị bước sang năm mới đến nơi rồi, thì cái hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách để mà tạo được một cái con gà mà mình làm trên mâm cúng sau khi mà mình luộc hoặc mình hấp, để các bạn trình bày lên cái mâm cúng cho những cái dịp lễ, nhất là cái phong tục của người Việt mình, cho nó bắt mắt. Làm sao để tạo hình con gà khi lên mâm nó như là một cái cánh tiên ra, thì mình sẽ giới thiệu luôn hôm nay đây. Đây là một con gà sau khi mà đã mổ và làm sạch. Khi mà các bạn cắt tiết thì lên đừng để cho những cái da của cổ con gà nó bị rách. Con gà nó càng lành lặn thì càng đẹp. Như thế này thôi thì xong. Bắt đầu cái thủ tục bây giờ để mà tạo hình một con gà thì thường cái con gà cúng thì nếu mà các bạn biết làm thì nó cũng rất là đơn giản. Cái trước mắt thì cái chân gà thì các bạn cắt cái chân gà ra, thì thường cái gà cúng của người Việt mình thì gần như là có một số nơi hoặc một số người là muốn dùng cái chân gà, nếu mà con gà đẹp thì mình sẽ lấy lại cái chân giò, mình gọi là chân giò. Cái chân gà này thì các bạn để trần qua nước sôi, sau đó là mình đi xem vào các thầy xem tướng, xem chân gà thì cũng rất là hữu ích mà rất là hay. Đấy là cho những ai mà thích về, mình gọi là về tâm linh, thì để xem chân giò vào những cái dịp lễ. Thì khi mà các bạn cắt cái chân con gà thì các bạn nên cắt làm sao cho nó đúng cái địa điểm máu của cái xương như thế này. Mình đừng để nó bị lệch cái đốt xương chân ra. Trước khi để làm một con gà thì các bạn nên mổ phanh nó ra. Như mình đây, con gà này thì nó nhỏ, thì gà thường làm gà cúng thì các bạn chỉ lựa con gà khoảng 1,5 cân đổ lại thì là chuẩn nhất, mà là gà trống nhá, không phải là gà mái đâu. Gà cúng thì thường là gà trống, gà chưa qua thời kỳ mà đạp mái. Đấy, mình cứ nói đúng thô ra nó là như thế. Thì các bạn có thể dùng bằng dao ở tại thớt để mà mình bổ con gà ra làm cái phần dưới như thế này. Các bạn bổ con gà ra như thế này. Khi mình bổ làm sao mà để cho nó được lành nặng một chút, mình đừng để nó gãy, và sau đó lật ngược lại con gà. Các bạn có thể dùng cái bàn tay mình đẩy nhẹ cái con gà nó gãy ra như thế này. Đó, như thế này là đã gần như là chuẩn để cho các bạn trước khi gấp cái cánh tiên con gà. Và con gà nó càng nằm xuống bằng mặt như thế này thì là nó sẽ chuẩn hơn. Trước khi để mình luồn cái cánh vào thì các bạn sẽ khứa cái mồm con gà cho nó rộng ra một chút. Rộng thêm ra một chút để cho nó vừa tròn, vừa hai cái cánh mình luồn vào. Và thường cái chỗ cắt tiết này thì mình các bạn nên không nên dùng đến, mà mình sẽ chích một cái lỗ ở cái phía gần dưới cái tai con gà một chút thôi. Đây nhá. Đúng cái chỗ như thế này, các bạn khứa ra một lỗ nhỏ. Mình đừng cho nó to quá thì nó sẽ bị rách. Khi mình luồn cánh mà nó rách thì là có thể là dùng kéo thì nó chuẩn hơn, bởi vì chỉ cần mình chọc thủng ra một cái lỗ để vừa cái cánh của con gà đúng ở cái phía phần dưới dái tai con gà đây một chút đây. Đó.
bên này một lỗ bằng cái ngón tay mình cho vào, và thậm chí bên này cũng thế. Các bạn lưu ý là mình đừng để to quá. To quá thì nó sẽ bị rách. Nó khi mà mình làm cái hai cái lỗ mà để, nếu mà trường hợp nó mà bị rách ra thì sau đó mình không luồn được vào nữa. Nhìn thì nó hơi cầu kỳ, nhưng mà khi mà các bạn làm lên được con gà để mình trưng bày lên thì nó rất là đẹp. Đây, lỗ nó khoảng tầm như thế này. Và đúng con gà để làm như này rồi thì cái cánh, có thể bây giờ mình dùng bên tay nào trước cũng được, tay trái trước cũng được, tay phải cũng được. Các bạn luồn cái cánh con gà này vào cái mồm của nó. Xuyên qua cái đầu mấu của cái cánh gà. Cái đầu tiên thì có thể nó hơi dễ một chút. Khi mà các bạn luồn cái cánh thứ hai này vào thì nó sẽ khó hơn một tí. Đây, cái thứ hai thì mình sẽ bẻ ngoặt nó lại như thế này. Bạn đút cái cánh bên thứ hai này vào. Chắc chắn là phải cho qua cái đầu mấu này nọt qua, không thì nó lại tùi ra. Mình làm rất là từ từ để cho mọi người nhìn thấy. Nhớ đây, như thế này. Khi mà hai cái đầu này lọt qua thì các bạn sẽ cầm bẻ ra như thế này là đã xong, rất là đơn giản nhé. Trong ba đốt nhạc, đây là làm rất là từ từ. Lỗ các bạn chọc ra thì nó cao lên cái phía dái tai này, thì khi con gà mình làm xong thì nó sẽ ngẩng lên được đẹp như này. Còn nếu mà các bạn chọc sâu đây quá thì khi mà mình luồn cánh vào thì con gà nó sẽ bị trúc xuống như này, nhìn nó không đẹp. Thì như thế này thì là gần như là đã xong con gà để cho các bạn là chuẩn bị khâu hấp hoặc là luộc trước khi mà cho vào cúng. Thì cái bước kế tiếp nữa thì là cái tiết gà. Thường đi với cúng thì cái tiết gà là các bạn nên giữ lại nguyên cả một cái bộ của trong con gà, tức là mình có mề gà, tim và gan và lòng gà. Thì cái cách đơn giản khi mà để cúng thì các bạn dùng cái ruột của con gà đây, thì có thể là mình dùng, các bạn dùng cái ruột gà các bạn quấn lại như thế này để mình bó lại, mình luộc khi mà mình vớt ra mình đưa lên thắp hương thì nó còn nguyên cả bộ. Các bạn chỉ cần dùng cái tay mình buộc lại như này thôi, để lên trên phía trên, chân gà để vào phía dưới. Tiết này mình luộc qua lên, và thậm chí là một quả ớt khi mà xong thì các bạn có thể tỉa nhánh ớt hay là cà rốt hoặc là hoa quả, bất cứ một cái gì đó mà mình tạo lên được một cái hình cho nó đẹp mắt, bắt mắt. Một quả ớt thì thông cảm nha, ớt nhà Vinh Lê vào thời điểm cuối mùa thì nó đang lạnh quá thì nó không được đẹp như là mùa hè, thì thôi gọi dùng tạm. Đây, mình có thể mình tỉa quả ớt ra như này. Sau đó là các bạn cắm lên cái con gà. Thậm chí là cái tiết này nữa, như thế này là mình để tạm vào đây. Như thế này là đã gần như là hoàn thành cái con gà để các bạn đưa lên làm cúng vào những cái dịp mà ngày rằm, ngày giỗ, ngày lễ. Các bạn có thể đưa lên hấp, hấp cách thủy. Nếu mà có cái lồi hấp to thì các bạn đưa lên hấp trong vòng khoảng 30 phút. 30 phút, nếu mà tùy theo là con gà, lượng mà gà nó non ấy, thì các bạn chỉ trong vòng 30 phút thôi. Còn nếu mà gà già thì có thể lâu hơn một chút. Còn nếu mà đưa vào luộc thì các bạn chỉ cần 15 phút khi nước sôi, và mình tắt bếp đi để mình ngâm lại trong đó khoảng 5 phút thì mình bỏ ra, thì để cho nó ráo nước khô. Hoặc là có những
bạn thích thì các bạn có thể nhúng qua lại nước lạnh để cho cái gà nó có cái độ giòn. Đây là cái đấy là cái tùy của từng con gà khi mà các bạn sử dụng đến, nhưng mà đây là mình giới thiệu với các bạn là cái cách chủ yếu là mình tạo được hình con gà thành hình cánh tiên như thế này thì đã là chuẩn. Cái phao câu thì các bạn lên cắt cái hoi đi nhá, bởi vì thường con gà thì cũng có một số người thì thích để nguyên bản, nhưng mà với cách của Vinh Lê thì mình sẽ cắt cái hoi này đi trước khi mình luộc để cho con gà nó đỡ bị hôi. Như thế là đã đảm bảo 100% đã có con gà trình bày vào đúng cái dịp chuẩn bị Tết đến, cúng ông công ông táo, rồi là cúng 30, cúng giao thừa, cúng ngày mùng 1 đầu năm. Nhân dịp xuân mới thì Vinh Lê cũng gửi lời chào, lời kính chúc tới tất cả các cô dì chú bác, các bạn đã theo dõi kênh, ủng hộ kênh của Vinh Lê trong suốt thời gian vừa qua. Một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin hẹn clip kế tiếp khác mình chia sẻ nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.